Xin chào các bạn, video này thì mình có một số máy câu Nhật bãi, giá là chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Này là máy đầu tiên này nha các bạn. Số 1 này là một con long cáp nha. Con này là của Hàn Quốc này, Korea Hàn Quốc. Ngoại hình là còn đẹp nha, đó, còn đẹp mới tinh nè. Cước này, cước màu xanh, lăn sáng nha. Kẹt cước tốt. Con này là cước số 4 của nó là 160m nha, size 4000. Có cùng sâu nha. Máy quay chốt chặn đảo chiều phía sau đó. Bật tới là sử dụng. Thay đổi trái phải nha, vàng nút này là thay đổi. Con này là con số 1, có giá là 230k nha. 1 này 230k. Máy sóng nha, lưỡi gà tốt, 1 230k. Tiếp theo là số 2 thì mình có một con Ryobi này. Ryobi Carbonat 200. 200 là cái tên này. Con này là của Nhật nha, Japan đó. Toàn thân là bằng carbon nha, carbon. Con này nhẹ này. Gạt cước tốt, lăn là bằng sứ nha. Máy sóng này. Con này là cước 3 là 200m, cước 4 là 150m này. Size 4000 luôn nha. Máy quay, đó là mượt nha, đảo chiều phía sau. Đó. Chốt chặn. Thay đổi trái phải nha, con này màu hình đẹp nha. Đó, ok. Số 2, con này có giá là 350k. 2 nha. 350. Tiếp theo là số 3. Số 3 thì mình có một con Olympic nè. Neosabat 250, 250 là cái tên nha. Cái này là Japan. Olympic Japan. Olympic này là loại cổ này, lâu lắm nè. Toàn thân là bằng nhôm nha, có kim loại, thân nhôm tây như vậy. Lăng là bằng sứ, đó, lăng sứ. Ngoại hình là như thế này nha. Ngoại hình màu cũng còn đẹp nha. Nó có sần xước mấy chỗ, 1, 2, 3 chỗ đó. Bên trong cối này có kim loại nha. Máy sóng này, lưỡi gà tốt nha. Con này size của nó là size 6000 nha. Size 6000 đó. Máy sóng, gà cước tốt nha. Máy quay rất là mượt luôn. Chốt chặn đảo chiều phía sau đó. Ngoại hình của nó tầm khoảng 80% nha. Tay gập là mình vặn nút này lên này, là cái tay này nó tự gập xuống, vặn xuống là sử dụng nha. Đó. Thay đổi trái phải, vặn nút này là thay đổi trái phải nha. Con này là con số 3, có giá là 350k nha. 350k, size 6000 nha. Tiếp theo là số 4. Số 4 thì mình có một con Olympic luôn nè. Olympic full nhôm, Neosabat 250 luôn nè. Có kim loại, thân kim loại, hàng Japan. Ngoại hình này, con này cũng có sần xước nha. Nó cũng có sần xước như thế này. Đầu mới nó tầm khoảng cỡ 80%, 75-80%. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Lăn sứ, gà cước tốt. Mấy con này về câu sông. Xong câu hồ. Chốt chặn này. Tay quay gặp, vặn nút này lên này. Là gặp tay quay nha. Đó, vặn lên. Nó gặp tay quay, vặn xuống là sử dụng. Vặn hết cỡ lên đây gặp nha. Thay đổi trái phải là vặn nút bên này luôn. Size con này là size 6000 luôn nha. 6000. Con này là con số 4, có giá là 350k. 4 nha. 350. Tiếp theo là số 5. Số 5 thì mình có một con Daiwa này. Daiwa Long Cat. Con này là của Thái Lan. Made in Thái Lan nha. Đó. Ngoại hình là màu trắng tinh mới đẹp nè. Daiwa này. Đó. Ngoại hình. Tên của nó là 2550B. Cái tên nha. Cái này thông số cước này, con thử. Con này là cước số 3 của nó là 150m, cước 4 là 100m nha. Ngoại hình còn đẹp mới đó. Lăn sáng bóng. Gạt cước tốt. Này là nhấn mở cối này, nhấn nút này là mở cối. Gắn vào. Xả đuôi là xả mô bin phía sau đuôi nha. Này là cho cá chạy nè. Chỉ lừa gà hay lắm nha. Đó. Xiết lại là hết chạy luôn nha. Đó. Xiết hết cỡ lại luôn. Đó. Máy quay này, rất là mượt luôn. Chốt chặn.
Màu hình là như thế này. Size 3000 nha, 3000, size 3000. Thay đổi trái phải, đảo chiều phía sau đuôi nè, đảo chiều là phần này. Đó. Bật ra này là sử dụng chốt chạm. Tay gập này. Thân carbon, cối carbon, tay quay kim loại nha. Con này là con số 5, cái giá là 400k. 5 400 nha. Tiếp theo là số 6. Số 6 thì mình có combo là ba con máy tay phải nha. Ba con luôn này. Một con này, con này là của Nhật Japan. Có carbon, thân kim loại. Noba. Cối bằng sợi thủy tinh này, rất là đẹp nha. Đó. Hoạt động tốt hết nha, chốt chặn. Mình chỉ cần móc cước vào chỗ cái chỗ này, móc cước vào chỗ này mình câu thôi. Đó. Sử dụng tay phải nha, con này tay phải về câu tôm, câu mực, câu cá nhỏ. Một con nha. Rồi con thứ hai là con này. Con này là cũng là hàng Taiwan, con này là Taiwan nha. Con này là Japan, con này Taiwan. Sử dụng tay phải thôi. Đó. Câu tôm, câu mực, câu cá nhỏ. Hai con này. Và con này cũng vậy nha. Taiwan, Taiwan là nước Đài Loan này. Đó, câu cá nhỏ, có cước như thế này. Về câu tôm, câu mực nha, cái này là ba con luôn. Hoạt động tốt nha. Số 6. 6 nha, 100k ba con luôn. Combo này ba con. Tiếp theo là số 7. 7 thì mình có một con như thế này. Con này là Daiwa nha. Daiwa ST2000B, 2000B là cái tên nha, chứ con máy nó to lắm. Nó chia theo tên đó. Daiwa Longcast Sabun, con này là của Hàn Quốc. Made in Korea, Hàn Quốc này. Size lớn nha. Thông số cước. Con này là cước 7 là 150m nha. Cước 8 là 140m, size 7000. Màu hình đẹp lắm nha, con này còn mới. Mới tinh. Kẹt cước tốt. Máy quay rất là mượt nha, chốt chặn. Máy sóng lưỡi ra tốt. Thay đổi trái phải. Con này có giá là số 7, 650k. 7 nha, 650. Tiếp theo là số 8. 8 thì mình có một con Ryobi. Ryobi Sinus này, XS3500ZM. Màu trắng, con này là của Japan. Made in Japan. Màu hình này. Đẹp nha, con này mới đẹp, cước là màu như thế này, lăn sáng. Kìa cước tốt. Máy quay rất là mượt nha. Chốt chặn. Con này là cước 6 là 150m, size 6000. Đẹp nha. Máy sóng, lửa ga tốt. Số 7 này, con này là số 8, cái giá là 700k. 8 này, 700k. Thay đổi trái phải. Tiếp theo là số 9 nha. 9 thì mình có một con Alivio này. Shimano Alivio 6000. Cước 6 là 150m. Con này về câu sông, câu hồ, câu bạc bãi rồi. Malaysia này. Hàng Malaysia nha. Con này là cách xả nhanh nha các bạn. Chỉ cần vặn này là nó xả nhanh. Đó, xả nhanh luôn. Khó này, cứng này. Lăn sáng bóng. Tay quay kim loại. Thân là bằng carbon nha. Có carbon. Dày lắm nha. Size 6000. Dòng này khỏe lắm, quay rất là mượt, chốt chặn. Đảo chiều phía sau đuôi á. Màu hình mới nha, con này đồ mới, đẹp. 85-90% rồi. Con này là con số 9. Có giá là 800k. 9 nha, 800k. Tiếp theo là số 10. Thay đổi trái phải luôn nha. 10 thì mình có một con Daiwa nè. Daiwa Sportmatic. Con này là chạy 2 bạc đạn G F4000 nha. GF4000 ngồi hình này. Màu đen. Con này là của Japan, Made in Japan này. Full kim loại nha. Toàn thân. Đẹp nha. Có chụp cước này, cước trắng. Lăn sáng nha. Đồ mới con này tầm 90% nha, đẹp. Con này là cước 10 là 150m nha. Cước 7 là 225m. Đẹp nha, đồ mới tầm 90. Máy sóng, lưỡi ga tốt, size 10.000. Dòng này là có cốt trợ lực này. Cốt trợ lực này. Đó. Cốt trợ lực to lắm nha. Đó. Mình lắp vào mình canh đúng cái rang đó. Mình xây đúng cái khớp rang đó. Ok nha, mình có. Gạt cước tốt.
quá rất là mượt nha, chốt chặn. Dòng này là câu tre, câu biển, câu cá lớn rồi nha. Đó. Đó, chiều phía sau này. Top 10 này có giá là 1.200.000. 10 nha. 1.200.000 cốt trợ lực size 10.000. Thay đổi trái phải luôn. Tiếp theo là 11. 11 thì mình có một con đai quay có cái bao này. Bao đai quay dây rút nè, mới tin rồi nha. Đó. Con này là một con EX nha. EX 3.000. Tên của nó, dòng của nó là EX 3.000. Con này size lớn nha. Hàng Japan, made in Japan này. Ngoại hình này. Tay cán gỗ đẹp nha. Ngoại hình còn đẹp mới tinh. Cước nè, màu nâu. Có gài cước. Lăn là có trợ lực nè, lăn sáng chạy nha. Mượt đó. Gài cước tốt nè. Máy sống. Đồ mới con này tầm khoảng cỡ 90-95%. Dòng này là có cốt trợ lực nha. Đó, cốt trợ lực này to lắm. Thông số cước nha. Con này là cước cước số 7 của nó là 200m này. Size là size 8.000 nha. Size 8.000, cước 7 là 200m rồi nè. Cước 6 là 240m. Linometer. Size 8.000 nha, có to. Ngoại hình đẹp nha. Size 8.000. Thân con này là bằng carbon, có carbon, tay quay kim loại, cán gỗ. Dòng này hiếm lắm nha, có trợ lực. Mấy con này tìm khó lắm, đẹp. Thay đổi trái phải, dòng này là có tắt tiếng kêu nè. Tắt chỗ này là mình tắt cái này là nó mất tiếng kêu. Đó. Mình chốt chặn vẫn bình thường. Ai thích tiếng kêu là bật xe, nó có kêu nè. Đảo chiều là phía sau. Đảo chiều phía sau. Tắt tiếng kêu là bật nút này. Con này là 11, có giá là 1.600.000, 11 nha. 1.600.000. Thay đổi trái phải, tiếp theo là 12. 12 thì mình có một con Daiwa nha. Daiwa Sportline ST3000X. 3000X là cái tên. Con này là của Japan. Made in Japan. Toàn thân là bằng nhôm, có kim loại như thế này. Cước 8 là 180m, size 8.000 nha. Coi, ngoại hình. Ngoại hình cũng còn đẹp nha các bạn. Đó. Cũng có sần xước li ti. Máy sống. Đồ mới con này tầm khoảng 80-85. Và cước tốt. Chốt chặn. Này về câu sông, câu hồ. Đảo chiều. Câu sông, câu hồ, câu biển. Mấy con nhôm này nó khỏe lắm nha. Con này là con số 12, có giá là 750k. 12 này, 750 nha. Size 8.000. Thay đổi trái phải. Tiếp theo là 13. 13 thì mình có một con Shimano Alet 2.000. Có kim loại này, cối này nó dày lắm. Dòng Alet nha. Con này là của Malaysia. Malaysia. Màu trắng kem như thế này. Tay cán gỗ, đẹp lắm nha. Tay kim loại. Thân là bằng carbon, có kim loại. Lăng vàng, có mạ vàng như thế này. Con này đẹp lắm nha. Đồ mới nó tầm khoảng có 95% luôn á. Đẹp. Size 2.000. Quay cực kỳ mượt luôn. Đảo chiều nè. À, cái này là chốt chặn nè. Chốt chặn. Đảo chiều phía sau, bật sang này. Đó, rất là mượt nha. Máy nè. Lưỡi gà tốt, gà cước tốt. Nắp có siết ren luôn nè, kêu số này nè. Tưng tưng. Rồi. Thay đổi trái phải. Con này là con số 13 nha. 13 này có giá là 600k. 13, 600k. Đẹp lắm nha. Tiếp theo là 14. 14 thì mình có một con Shimano Abeto này, XT. Dòng XT là có ABS này. Đẹp nha. Con này là của Malaysia. Malaysia. Có kim loại. Thân carbon, tay quay kim loại. Con này độ mới nó cũng tầm 90-95%. Lăn sáng bóng, cước. ABS. Size 1.000 nha. Cước 1.5 là 130m, size 1.000. Về câu tôm, câu suối, câu lura. Mượt lắm. Đó, rất là mượt. Đào chiều phía sau nè. 14 nha. Con này có giá là 600k luôn. 14-600. Mới tin nè. Tiếp theo là 15. 15 thì mình có một con Shimano luôn.
Shimano UTGR dòng 2000. UTGR của Nhật nhé. Con này là Japan này. Made in Japan. Tay cán gỗ kim loại. Có thân carbon, có kim loại. Dòng này rất là bền. Còn máy tinh luôn nha, con này mới. Đồ mới con này tầm khoảng 90-95 luôn. Quay cực kỳ mượt nha. Chốt chặn nè. Đào chiều phía sau. Đó. Này là nó dính còng cước nó kêu này. Đó, rất là mượt nha. Gạt cước tốt. Lăng là bằng sứ. Đẹp lắm nha. Con này là số 15, cái giá là 800k. 15 800. Size con này là size 2000 nha. Cước 2 là 150m. Cước 2 là 150m. Thay đổi trái phải. Tiếp theo là số 16. 16 thì mình có một con Daiwa có cái bao. Daiwa có cái bao rút như thế này. Con này là emblem nha. Daiwa 1500T emblem X. Có kim loại này, tay quay kim loại cán gỗ. Hàng Japan, thân là bằng carbon. Hàng Japan như thế này. Con này đẹp nha, mới tinh nè. Đó. Đồ mới con này tầm 90, lăng vàng sáng. Gạt cước tốt này. Máy quay rất là mượt nha. Đảo chiều phía sau này. Đảo chiều. Quay tới. Dòng có tiếng kêu. Con này là chạy 4 mặt đạn nè. 4 mặt đạn như thế này. Ratio của nó là 5.3, 1 5.3, rất là cao nha. Cước 1.5 là 130m, size 1500 nha. Đẹp nha. Có cái bao như thế này. Con này là con số 16, có giá là 850k. 16 nha, 850. 16 850. Tiếp theo là 17. 17 là con cuối cùng, mình có một con như thế này. Có kim loại. Con này nó không in tem nước của China nha, con này chắc China này. Không in. Thân carbon, tay quay kim loại này. Ngũ hành thì cũng có trần xước nha. Lăng sáng. Mấy con này về tại cá tầm còn 2-3kg đồ lại thôi nha. Size 1000, con này có 1000 thôi nha. Cước 1.5 là 150m, size 1000, 1500 nha. AVS luôn. Mini nha, về con tôm, con mực, con cá nhỏ. Đảo chiều, hoạt động tốt hết. Đó. Con này là con 17, có giá là 80k. 17 nha, 80k. Con cuối cùng, size 1000, 1500 nha. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là để lại bình luận mã máy kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.